khởi tố và bắt giam bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái. Tổng thư ký Quốc hội vừa phát hành thông cáo báo chí về việc cho phép khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Dương Văn Thái. Theo thông báo của Tổng thư ký Quốc hội, hôm ngày 26 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1046, đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15 theo quy định của pháp luật. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15 kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. Ông Thái hiện là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang khóa 15. Ông Dương Văn Thái sinh năm 1970, quê ở Bắc Giang, có trình độ tiến sĩ kinh tế. Quá trình công tác của ông Dương Văn Thái trải qua nhiều vị trí tại tỉnh Bắc Giang. Ông từng là cán bộ phòng văn hóa thông tin thể dục thể thao thị xã Bắc Giang, phó chi cục, trưởng chi cục thuế thị xã Bắc Giang. Sau đó, ông lần lượt nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại địa phương như phó chủ tịch, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang, phó chủ tịch rồi chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Tháng 10 năm 2020, ông Dương Văn Thái được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang khóa 19 nhiệm kỳ 2020-2025 và giữ cương vị đó cho đến nay. Tin do Trung tâm tin 24 giờ biên tập và phát hành. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.